Bây giờ tiếp với chương trình văn nghệ hôm nay, Tài Thiên Tài xin trân trọng giới thiệu với quý vị một người em đồng nghiệp, đó là nam nghệ sĩ Lâm Hà Hán. Lời đầu tiên thì Hán xin kính gửi đến gia đình của thầy danh cầm nhạc sĩ Văn Hải, kính gửi đến gia đình một lời chia buồn sâu sắc, một lời thành kính phân ưu. Để tiếp theo phần văn nghệ chia buồn hôm nay thì Hán xin kính gửi đến gia đình cũng như toàn thể quý vị với bài tân cổ Tiễn Biệt, nhạc của Tô Thanh Tùng, soạn lời giọng cổ nghệ sĩ Đỗ Quyên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hạnh phúc tương lai xin hẹn ngày gặp
lòng này dân âu lo đi ngày. Dù không hương không sắc nhưng vẫn muốn đời